vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự trưa nay sẽ có một số nội dung chính đáng chú ý sau đây. Mô hình tổ giám sát COVID-19 tại cộng đồng gồm công an, dân phòng, hội đoàn thể, y tế địa phương bước đầu mang lại hiệu quả tích cực ở Đà Nẵng. Phân tích chuyên sâu của các chuyên gia về cơ hội đến từ Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA, đặc biệt với mong muốn phục hồi xuất khẩu sau đại dịch. Câu chuyện ý nghĩa của một cô giáo ở Kiên Giang mở shop không đồng nhằm mang đến những niềm vui nho nhỏ cho học sinh. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng đã thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đó là bệnh nhân nữ số 426, 62 tuổi, quê quán ở Hòa Vang, Đà Nẵng, bị suy thận mạn tính 10 năm. Bệnh nhân điều trị tại khoa nội thận Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7, bệnh nhân được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Sáng nay, bệnh nhân tử vong được chẩn đoán do suy thận mạn tính, giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng và COVID-19. Đây là bệnh nhân COVID thứ 7 tử vong. Cũng trong sáng ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 10 ca mắc mới COVID-19. Trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam có liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Vậy là tính đến sáng nay, Việt Nam có tổng cộng 652 ca mắc COVID-19. Trong số đó có 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Còn trên thế giới đã có hơn 18,3 triệu người mắc COVID-19. Đây là thống kê của Mỹ. Tính đến 5 giờ sáng nay, thế giới đã tăng thêm hơn 200.000 ca mắc COVID-19. Trong đó thì có hơn 695.000 người đã tử vong. Tại Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 4,8 triệu ca mắc, hơn 158.000 ca tử vong. Đã có khoảng 1,4 triệu người từ các tỉnh, thành phố đến Đà Nẵng từ đầu tháng 7. Trong đó có khoảng 800.000 người đến 3 khu vực có nhiều ca mắc là Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Hiện một số địa phương đã triển khai test nhanh hoặc là xét nghiệm kháng thể để có thể sàng lọc và phát hiện sớm các trường hợp nhiễm COVID-19. Vậy kết quả các xét nghiệm nhanh này có ý nghĩa như thế nào? Chúng tôi đã kết nối điện thoại với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để tìm hiểu chi tiết. Đầu tiên chúng ta phải xác định rằng là cái kháng thể là cái sản phẩm do hệ miễn dịch của cơ thể người tạo ra khi nhiễm tác nhân của vi sinh vật gây bệnh. Chính vì vậy cho nên là những cái xét nghiệm mà kháng thể hiện tại cho kết quả là âm tính thì chỉ có thể khẳng định được là người đấy chưa nhiễm. Khi mà đã là chưa nhiễm thì vẫn có khả năng nhiễm, có thể là ở trong cái giai đoạn đang ủ bệnh. Với lại cả những người từ vùng dịch vừa về mà vừa rồi chúng ta đã đi xét nghiệm và được có cái kết quả kháng thể là âm tính. Nếu mà như vậy với những người đó thì tốt nhất là sẽ thực hiện theo đúng cái quy định của Bộ Y tế đề ra, tức là chúng ta sẽ cách ly ở nhà trong vòng 14 ngày. Và những cái khi trong những trường hợp nào mà trong giai đoạn cách ly mà chúng ta thấy có xuất hiện những cái biểu hiện lâm sàng như là ho hoặc sốt thì chúng ta sẽ đến những cơ sở đã được chỉ định để tiến hành những cái xét nghiệm mà để khẳng định là có nhiễm hay không. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đà Nẵng đã thành lập các tổ công tác COVID-19 tại cộng đồng, bao gồm công an, dân phòng, hội đoàn thể, y tế địa phương. Nhiệm vụ của các tổ này là giám sát việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe người dân trên địa bàn và phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Mô hình tổ giám sát cộng đồng này bước đầu đã mang lại những hiệu quả tích cực. Ghi nhận sốt 39 độ, trường hợp này vừa được tổ giám sát cộng đồng tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng yêu cầu thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, đồng thời theo dõi chặt chẽ tại gia đình. Thì cho đến thời điểm này thì đối với lại địa bàn phường Nại Hiên Đông thì vẫn chưa có ca nhiễm bệnh. Thì do đó thì các cái tổ là càng phải quyết tâm hơn nữa đối với công tác phòng chống dịch để đảm bảo là cái dịch bệnh được không lây lan đến địa phương. Xác định những nguy cơ có thể xảy ra, phường Nại Hiên Đông đã thành lập 24 tổ kiểm tra, giám sát, xử lý dịch COVID-19 trên địa bàn với các lực lượng liên quan như công an, chính quyền, dân phòng, trạm y tế. Các tổ giám sát hoạt động tại các địa bàn giáp danh giữa các phường
các khu vực tập trung đông người. Bà con đi chợ thì thường xuyên được các cái tổ giám sát ở chợ là nhắc nhở, và cái này là đảm bảo việc làm rất chi là tốt và đảm bảo sức khỏe cho bà con. Mà cái vấn đề mà tình hình dịch bệnh mà trong chợ nguy cơ rất là cao, cho nên cái việc mà cộng đồng của chúng tôi đi tham gia đó là để tuyên truyền, để mục đích là hạn chế lại cái vấn đề là dịch bệnh. Hiện tất cả quận, huyện trên toàn thành phố Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai thực hiện tổ giám sát cộng đồng. Trong thời điểm dịch COVID-19 đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm như hiện nay, thì việc thành lập các tổ giám sát cộng đồng như thế này là một trong những giải pháp góp phần ngăn chặn dịch bệnh ngay từ mỗi gia đình, khối phố. Trong khi đó, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ thành lập các đội phản ứng nhanh để tìm những người tiếp xúc thuộc diện F1 với các ca bệnh đi qua địa bàn tỉnh. Hiện Thừa Thiên Huế có 18 trường hợp dương tính với COVID-19 đang được điều trị. Những trường hợp này đều về từ Đà Nẵng và Quảng Nam. Trước đó, tỉnh đã cách ly y tế tập trung 495 trường hợp, ra quyết định cách ly bắt buộc tại nhà và nơi lưu trú gần 9.000 trường hợp. Huế cũng đã đưa vào hoạt động 4 bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh với 220 giường, sẵn sàng cách ly và điều trị các trường hợp có triệu chứng lâm sàng. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động đông người tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Còn thành phố Hồ Chí Minh sẽ xử phạt hành chính người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây. Hà Nội vừa ra thông báo sẽ tạm dừng tổ chức các lễ hội và các hoạt động đông người tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức tuyên truyền tại khu phố này để người dân thực hiện đúng việc giữ khoảng cách và tránh tụ tập đông người. Hiện công tác rà soát, thống kê, xét nghiệm, thực hiện cách ly theo quy định, công bố thông tin các trường hợp F1 và người trở về từ vùng dịch vẫn đang được Hà Nội tích cực thực hiện. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 5 tháng 8 sẽ xử phạt hành chính người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng. Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, những ngày tới nguy cơ sẽ tiếp tục gia tăng các ca mắc mới, bởi vậy biện pháp phòng ngừa quan trọng vẫn là người dân phải đeo khẩu trang khi đi ra nơi công cộng. Người dân khi phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch hoặc người nước ngoài nhập cảnh trái phép phải báo ngay cho địa phương xử lý. Chỉ trong vòng một tuần qua, thành phố đã rà soát xử phạt 114 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Từ nay đến hết tuần sau, 24 quận huyện sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát đăng ký tạm trú tại tất cả các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà trọ trên địa bàn thành phố. Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi tất cả người dân cài ứng dụng Bluezone để chung tay phát hiện và ngăn ngừa dịch bệnh. Tính năng nổi trội của ứng dụng này là giúp người cài đặt biết được mình có tiếp xúc với trường hợp F0 hoặc là F1 hay không. Hiện đã có 2,3 triệu lượt tải ứng dụng này. Anh Bách vừa đi công tác từ Đà Nẵng về được một tuần nay. Khi nghe tin Đà Nẵng xuất hiện một ca dương tính với SARS-CoV-2, anh đã tải ngay ứng dụng Bluezone để cài trên điện thoại. Ngay lúc này, ứng dụng hiển thị cụ thể thông báo quanh anh có 7 người đang cài ứng dụng. Nếu trong trường hợp ứng dụng phát hiện anh từng tiếp xúc với F0, F1, sẽ có âm thanh cảnh báo và màn hình hiển thị thông tin cho anh biết. Khi mà tôi sử dụng cái ứng dụng này, thứ nhất là đem lại cho tôi cảm giác yên tâm hơn, bớt lo lắng đi. Vì là khi tất cả mọi người đều sử dụng cái ứng dụng này, mà cơ quan y tế phát hiện ra một người bị nhiễm bệnh, cập nhật lên trên hệ thống thì nó sẽ gửi cảnh báo về cho tôi. Thống kê của Cục Tin học hóa Bộ Thông tin và Truyền thông với 2,3 triệu lượt tải ứng dụng đã tăng hơn 11 lần so với cuối tháng 4 vừa qua. Chỉ tính riêng Đà Nẵng có tới 25.000 lượt tải ứng dụng. Bluezone cũng đang là ứng dụng được tải về nhiều nhất trên cả hai kho App Store và CH Play tại Việt Nam. Vì sử dụng công nghệ định vị GPS khi sử dụng ứng dụng, nên vấn đề bảo mật thông tin cá nhân được Bộ Thông tin và Truyền thông rất chú trọng. Về vấn đề bảo mật, tức là khi không có chuyện gì thì mọi cái lịch sử tiếp xúc đều được ghi lại và lưu lại ở trong máy của người dùng, và người dùng có thể tự quyết định là xóa đi hay là giữ lại. Chỉ đến khi mà xuất hiện ca nhiễm F0 thì cán bộ y tế sau khi xác minh thì sẽ tiến hành một số cái thủ tục để qua đó thì gửi những cái thông tin tiếp xúc cảnh báo đến tất cả những người đã tiếp xúc đến ca nhiễm này. Toàn bộ cái quá trình lịch sử tiếp xúc của người dân sẽ được bảo mật. Theo các chuyên gia, ứng dụng sẽ hoạt động hiệu quả nếu được cài trên quy mô lớn, lượng cài đặt ở mức khoảng 60% dân số trưởng thành, tương đương khoảng 30 đến 40 triệu người thì mới đạt hiệu quả tối ưu trong kiểm soát, truy vết, phòng chống dịch COVID-19. Lượng hàng hóa dự trữ đã được tăng gấp từ 3 đến 5 lần so với ngày thường tại các siêu thị ở Hà Nội, mục đích là để đảm bảo đủ cung ứng cho người tiêu dùng trong thời điểm dịch bệnh. Thông tin từ Bộ Công Thương.
Theo đó, lượng hàng hóa dự trữ đã được lên kịch bản sẵn sàng đáp ứng kể cả khi dịch bùng phát ở cấp độ cao nhất. Ở một số hệ thống siêu thị lớn đã có đủ lượng hàng cần thiết cho đến tháng 12 năm nay. Các đơn vị bán lẻ cũng tập trung dự trữ các mặt hàng phòng dịch như là khẩu trang, nước sát khuẩn. Tỷ lệ hàng Việt luôn chiếm trên 90% tại các siêu thị. Thưa quý vị, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EVFTA đã có hiệu lực. Như vậy thì nhiều loại nông sản của Việt Nam đã có thể vào được thị trường 27 quốc gia này. Cơ bản thì các sản phẩm như là rau củ quả sẽ được xóa bỏ thuế quan, phục hồi xuất khẩu sau đại dịch. Có những mặt hàng trước đây chịu thuế nhập khẩu rất cao lên đến 50% như là gạo chẳng hạn. Thì nay EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo với mức thuế là 0%. Hiệp định sẽ tạo thuận lợi cho xuất khẩu, nhưng cũng là sức ép đòi hỏi phải cải thiện quy trình sản xuất nông sản, nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc, cũng như là quy cách đóng gói thì mới có thể dần đưa hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam tại châu Âu. Hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Mỗi năm, Việt Nam có thể xuất khẩu vào châu Âu 80.000 tấn gạo với thuế suất 0%. Trước khi có hiệp định, gạo của Việt Nam phải chịu thuế nhập khẩu vào châu Âu rất cao, tới 175 euro một tấn, còn gạo tấm là 65 euro. Bãi bỏ thuế là cơ hội để đẩy mạnh xuất khẩu gạo Việt Nam sang châu Âu. Thị trường này mỗi năm cần tới 2 triệu rưỡi tấn gạo. Chúng ta là cái nước mà có lợi thế sản xuất được các loại gạo phẩm cấp khác nhau, có FTA, có hạn ngạch thì đương nhiên là chúng ta sẽ tận dụng được hết cái số hạn ngạch. Ngoài ra thì chúng ta còn có cơ hội mở rộng thêm. Bởi vì chưa có hạn ngạch đã được 50.000 tấn rồi. Thì có hạn ngạch nữa thì con số nó sẽ lớn hơn. Thì chúng tôi hy vọng rằng là trên 100.000 tấn thì Việt Nam chắc chắn là có thể đạt được trong cái thời gian tương lai gần. Hiệp định thương mại tự do xóa bỏ ngay lập tức 85% số dòng thuế, rộng đường cho nông sản và thủy sản Việt Nam vào thị trường châu Âu. Dĩ nhiên, hiệp định chỉ tạo dựng hành lang thuận lợi, còn hàng hóa Việt Nam có đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng và môi trường của châu Âu hay không, có chinh phục được khách hàng châu Âu hay không, thì lại là chuyện khác. Thị trường luôn thận trọng, nhưng lại rất quan tâm đến khía cạnh chất lượng và nhất là khía cạnh sản phẩm độc đáo duy nhất. Nếu các bạn có các sản phẩm vừa có chất lượng tốt lại vừa độc đáo, thì chúng tôi chắc chắn sẽ có câu trả lời tích cực với các sản phẩm đó. Liên minh châu Âu không chỉ đòi hỏi tiêu chuẩn rất cao về an toàn thực phẩm cũng như dư lượng hóa chất, mà còn chú trọng đến yếu tố bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Thủy sản là một ví dụ cụ thể. Một nửa số dòng thuế đối với thủy sản Việt Nam sẽ được xóa bỏ ngay lập tức, làm cho giá bán tôm hùm, tôm hồng, thanh cua, cá tuyết của Việt Nam trở nên cạnh tranh hơn hẳn trong siêu thị châu Âu. Nhưng hải sản đánh bắt từ Việt Nam vẫn đang vướng thẻ vàng. Hiệp định thương mại tự do mở ra cơ hội cho thủy sản Việt Nam, nhưng để cơ hội biến thành lợi nhuận thì cuối cùng vẫn là câu chuyện cũ. Cách thức khai thác, chất lượng sản phẩm, quy cách đóng gói để cho con cá Việt Nam tiếp tục hiện diện trong những siêu thị châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Đúng là để biến cơ hội thành lợi nhuận thì vẫn là câu chuyện về chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, giá thành cạnh tranh. Cần phải nói rõ là EU không phải là một thị trường đồng nhất mà là 27 thị trường khác nhau. Ví dụ với thị trường Thụy Điển, cơ hội cho ngành cà phê là rất lớn, hay với Đan Mạch, tiềm năng cho thủy sản còn rất nhiều. Với Phần Lan, những sản phẩm nông sản chất lượng có khả năng tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có sự chuẩn bị khá kỹ càng để tăng cường xuất khẩu vào thị trường lớn này. Xây dựng vùng trồng nguyên liệu bền vững theo tiêu chuẩn hữu cơ của Vietgap, toàn bộ sản phẩm gạo của doanh nghiệp này đã đạt chứng nhận quốc tế FSSC về an toàn thực phẩm, đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường khó tính như là EU. Hiện doanh nghiệp đã sẵn sàng một lượng hàng hóa nhất định để đón đầu cơ hội lớn. Năm 2019 thì với tổng xuất khẩu của chúng tôi tại thị trường Liên minh châu Âu khoảng xấp xỉ 2.000 tấn với kim ngạch khoảng xấp xỉ 2 triệu USD. Thì
kế hoạch của chúng tôi nếu tận dụng được với thuế quan này thì chúng tôi đã làm việc với các đối tác của chúng tôi tại thị trường và hy vọng rằng chúng tôi với mục tiêu sẽ tăng trưởng với sản phẩm lên khoảng 4.000 đến 5.000 tấn trong giai đoạn tới. Trước đây, gạo Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU bị áp thuế cao từ khoảng 5 cho đến 45%. Thì từ ngày 1 tháng 8 này, EU sẽ dành cho Việt Nam hạn ngạch là 80.000 tấn gạo một năm với thuế suất là 0%. Trong đó có 30.000 tấn gạo xay sát, 20.000 tấn gạo chưa xay sát và 30.000 tấn gạo thơm. Ngoài gạo thì cà phê, hạt tiêu cũng được coi là mặt hàng hưởng lợi nhiều từ EVFTA khi ngày 1 tháng 8 này thuế suất cũng chỉ về còn 0%. Bắt đầu từ tháng 8 thì các đối tác tại EU của doanh nghiệp này đã bắt đầu tăng lượng hàng nhập khẩu. Họ đặt hàng rồi, khi hiệp định ra đời này thì nó sẽ tạo ra rất nhiều các thuận lợi cho các công ty nhập khẩu. Họ có lợi thế hơn rất nhiều, họ không phải trả một lượng tiền thuế rất lớn. Thì đấy là cái tin tốt lành cho cả hai bên. Và họ đã tăng được là họ tăng lên cái sản lượng đặt hàng, có thể là không tăng lớn, tăng 10%, 20% nhưng họ đã tăng lên. Hàng loạt các mặt hàng khác như là thủy sản, rau củ, lâm nghiệp cũng được hưởng lợi, được giảm thuế ngay khi EVFTA có hiệu lực. Con đường cao tốc EU đã bắt đầu mở rộng. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã sẵn sàng để lăn bánh những lô hàng đầu tiên. Tiếp theo là phần điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga dẫn lời của Giám đốc điều hành chương trình y tế khẩn cấp của WHO Michael Ryan đánh giá cao hành động của chính phủ Việt Nam trong khống chế đại dịch COVID-19. WHO đánh giá Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong đấu tranh chống lại các bệnh truyền nhiễm, là một ví dụ cho các quốc gia trên thế giới trong việc huy động toàn hệ thống chính trị nhằm kiểm soát lây lan, đặc biệt sau khi các ca bệnh mới xuất hiện ở Đà Nẵng. Tạp chí Công Thương dẫn báo cáo của ngân hàng HSBC về thị trường cận biên tại châu Á, trong đó đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong mùa dịch COVID-19. Theo đó, Việt Nam là quốc gia tăng trưởng dài hạn tốt nhất tại châu Á và là thị trường cận biên được HSBC khuyến nghị nhất cho các nhà đầu tư. Những dấu hiệu tích cực của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng trưởng xuất khẩu, khả năng khống chế dịch COVID-19 tốt, cải cách chính sách cho sở hữu nước ngoài, cũng như là giảm nợ công là hàng loạt các yếu tố khiến HSBC tin tưởng vào Việt Nam. Chuyên trang tài chính kinh doanh Nikkei Business của Nhật Bản đã đưa tin Việt Nam xuất siêu 6,5 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm. Bất chấp những khó khăn bởi đại dịch, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn đạt con số gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đa số đạt 17,6 tỷ đô la Mỹ. Mức xuất siêu này chủ yếu do có sự giảm sút nhập khẩu. Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, theo sau đó là Hàn Quốc và ASEAN. Chuyên gia kinh tế nổi tiếng David Jakulis của Cộng hòa Séc mới đây đã có bài viết nhận định về những thay đổi tích cực trong chính sách của nhà nước Việt Nam thể hiện qua luật đầu tư sửa đổi nhằm tạo điều kiện thu hút và tăng cường hiệu quả của đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế. Bài viết được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Séc vào ngày 31 tháng 7 nêu rõ Việt Nam là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất ở châu Á. Chính phủ Việt Nam đã quyết định thay đổi chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài để hỗ trợ đổi mới các ngành công nghiệp và công nghiệp công nghệ cao. Đó là sự thay đổi điều kiện trong các ưu đãi đầu tư dành cho một số ngành công nghệ cao được lựa chọn bao gồm miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm giá tiền thuê mặt bằng thuộc sở hữu nhà nước trong các khu công nghiệp. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin trưa nay, những căn nhà kiên cố cách xa bờ suối đã cho thấy sự thay đổi trong ý thức của người dân, giúp cuộc sống ổn định hơn, không còn lo lắng khi mùa mưa bão đến. Câu chuyện ý nghĩa của một cô giáo ở Kiên Giang mở shop không đồng nhằm mang đến những niềm vui nho nhỏ cho học sinh. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, mưa lớn những ngày qua đã gây thiệt hại cho nhiều khu vực tại tỉnh Yên Bái, đặc biệt là các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu và huyện Văn Chấn. Nhiều tuyến đường bị sạt lở gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc di chuyển và lưu thông hàng hóa của người dân. Thiệt hại về tài sản của người dân ước tính gần khoảng 150 triệu đồng. Hiện việc khắc phục hậu quả mưa lũ đang được tích cực triển khai. Để giảm thiểu thiệt hại của thiên tai thì nâng cao ý thức của người dân là điều rất quan trọng.
Nhắc lại một chút, cách đây 12 năm, vào tháng 6 năm 2008, tại thôn Tùng Chỉn 1, xã Trịnh Tường, Bát Sát, Lào Cai, 19 người đã thiệt mạng trong một trận lũ quét diễn ra ngay trong đêm. Trong đó có hai gia đình không còn ai sống sót. Sau hơn 10 năm, cuộc sống mới đã được tái thiết. Nhưng từ trận lũ quét này mà ý thức phòng chống thiên tai của người dân đã nâng lên một bước. Trong trận lũ quét năm đó, gia đình ông Lở đã mất đi mẹ và con gái. Hiện tại 265 nhân khẩu của thôn Tùng Chỉn 1 đã chuyển đến nơi ở mới, cách xa con suối Nà Lặc. Ông Lở cho biết thói quen sống ven suối đã theo bà con từ nhiều đời nay. Ven suối thì cuộc sống tiện lợi nhiều thứ, nhưng giờ là lúc phải thay đổi để đảm bảo tính mạng. Căn nhà khang trang kiên cố này đã là câu trả lời cho một nếp sống mới ổn định hơn, không còn lo lắng khi mùa mưa bão đến. Từ thời gian mà ảnh hưởng cơn bão số 4 ấy, thì được Đảng và Nhà nước mà chuyển thôn xuống đây, bà con dân xuống đây nó sẽ xa cách cái vùng lũ mà ảnh hưởng thiên tai với lại cách suối hơn, mà không ảnh hưởng đến cái tính mạng và nhân dân đó. Đến bây giờ là ý thức bà con nhân dân thì người ta sẽ nhận thức được mưa lũ thì bà con người ta biết là phòng chống thiên tai. Suối Nà Lặc đến giờ vẫn còn dấu vết của trận lũ quét cách đây hơn 10 năm. Thêm hai lần lũ quét nữa, hiện nhiều chỗ dòng chảy đã thay đổi. Cũng không còn ai nghĩ nó hiền hòa để tiếp tục làm nhà ven suối. Tỉnh Lào Cai hiện có 53 điểm đã được lắp đặt thiết bị cảnh báo các loại hình thiên tai. Nhưng cảnh báo lũ quét thì mới chỉ có một điểm tại Sapa. Bởi vậy, ý thức của người dân là yếu tố quan trọng để giảm thiểu thiệt hại. Làm từ thiện, có nhiều người vì điều kiện gia đình cho phép, một số lại làm vì yêu thích công việc này. Riêng cô Lê Thị Anh Đào, một giáo viên cấp 2 của huyện vùng sâu Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang, lại có một lý do rất đáng được trân trọng. Đó là sự đồng cảm với khó khăn của học trò nghèo quê cô. Với tất cả khả năng của mình, nhà giáo này đã mang đến cho bao học trò những niềm vui nho nhỏ cho ngày tựu trường. Hồi cái lúc mình đi học đó là gia đình rất là đông con, điều kiện khó khăn. Đi học thì nói chung là bản thân chị mơ ước có được một cái cặp, nhưng mà hình như ước mơ đó cũng không có thành hiện thực. Và sau này một cái điều chị tâm nguyện là khi mà chị có điều kiện hơn thì chị sẽ giúp đỡ cho các em không phải như chị. Quyết tâm đó cứ theo người giáo viên này suốt hàng chục năm. Để rồi ngay khi có điều kiện, cô Đào đã bắt tay ngay vào việc mở shop không đồng. Đây là năm thứ hai cô Đào tận dụng cuộc học tập cho học trò nghèo. Từ 200 suất ban đầu, một năm sau, con số này đã tăng lên gần 500. Bạn bè, học trò xưa biết việc làm ý nghĩa này đã hỗ trợ cô Đào một tay. Đây, có cái cặp đẹp quá. Về nhà, giữ cẩn thận đi con, nha. Một phần quà gồm tập, viết, cặp da trị giá gần 300 ngàn. Với nhiều người, số tiền đó chẳng là bao. Nhưng đối với người dân ở những xã vùng sâu Vĩnh Thuận, đôi khi đó lại là gánh nặng vào mỗi đầu năm học. Nghe nó nói cô tặng đồ cho gì đó, nó mừng quýnh hết trơn, mẹ đi lãnh cho con đi. Vì nó nhỏ mọn chứ quý lắm đó. Tôi thấy việc làm như của cô Đào rất là quý. Thì theo tôi thì cái việc làm này cô cần phải duy trì và có thể là vận động các mạnh thường quân lớn hơn nữa, rồi vận động nhiều hơn nữa, rồi để cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn nó được học tập. Khi mà mình đã làm cái công tác này rồi thì coi như là mình không nghĩ cái món quà đó là đối với mình là quý trọng như thế nào. Chị chỉ là đại diện để mà trao những cái yêu thương của tất cả mọi người đến cho các em khó khăn. Không dừng lại ở việc hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, thông qua việc mở shop không đồng này, cô Đào cũng muốn giáo dục cho học sinh của mình biết chia sẻ yêu thương. Trong cuộc sống của chúng ta, tiền thì quan trọng thiệt, nhưng mà chúng ta phải biết chia sẻ. Có những em học sinh nói chung là gia đình cũng không có mấy khá giả, nhưng mà cũng chích một phần quà tiền ăn sáng, tiền chi tiêu cá nhân để hỗ trợ cho shop 100-200 ngàn. Đó là những cái tấm lòng rất là quý. Trao đi yêu thương, cô giáo dùng sâu không mong nhận lại lời cảm ơn. Còn sức, còn đủ yêu thương, cô Đào sẽ tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này để học trò quê cô không vì cái nghèo mà gian dở chuyện học. Và ước mơ có những chiếc cặp mới không còn là điều xa vời như tuổi thơ cô đã từng mong ước.
Trong phần cuối của bản tin, như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Để xem trực tuyến cũng như là xem lại các chương trình của VTV4, quý vị có thể sử dụng ứng dụng VTV Go với những cách truy cập đang hiển thị ở trên màn hình. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.